Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Tiếp tục test cái đôi loa R và A880B MK2 thì Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc trước 75, nhạc băng cối reel to reel, nhưng Nguyễn Trung phát trên nguồn nhạc số nha anh em. Rồi thì bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe thử một bài nhạc cối, xem đôi loa tàn giải này nó thể hiện như thế nào. Thank you.
chặt tay để phút phân thì tiễn người đi xa trường anh lại đi vui gió sương sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương tôi ghi toàn dài 20 cm mà nó thể hiện được như vậy thì quả nhiên là khá tốt rồi. Anh em nào cảm thấy hài lòng với đôi loa này thì lấy điện thoại lên và gọi cho Nguyễn Trung. Số điện thoại của Nguyễn Trung là 0934294833. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video test tiếp theo.